Vâng, xin chào tất cả anh em đam mê PCP, chào tất cả anh em quay lại với shop bên em. Shop bên em là shop kẹo chì mềm, chuyên cung cấp tất cả mặt hàng kẹo chì cho anh em, có đầy đủ kích cỡ và mẫu mã để cho anh em lựa chọn từ 4.5 đến 6.40. Anh em nào muốn đặt hàng liên hệ trong qua số điện thoại 0963 793 736 nha anh em. Anh em kết bạn Zalo để em gửi mẫu tư vấn cho anh em tham khảo. Vâng, thì hôm nay tiếp tục em lên video giới thiệu cho anh em cái mặt hàng kẹo chì chuyên để săn thú ở tầm xa, đó là dòng sản phẩm sờ lung, giá chỉ có 400.000 một cân bao ship cho anh em nhé. Trước khi vào chi tiết, anh em nào đi qua xem video cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình tương tác nha anh em. Anh em nào đang dùng kẹo bên em mà có vấn đề gì chưa hài lòng về chất lượng sản phẩm cho em xin một bình luận ở phía dưới để em khắc phục phụ anh em tốt hơn. Có anh em nào cảm thấy ok rồi cho em xin một bình luận ok phía dưới nha anh em. Hàng bên em cách thức giao dịch là ship code COD toàn quốc anh em nhé. Hàng không kiểm, anh em tin tưởng yêu quý shop, anh em đặt hàng nhận hàng thanh toán. Và anh em nào không tin tưởng có thể qua các shop khác để tham khảo. Hàng bên em cam kết cho anh em là hàng em quay như nào em sẽ gửi anh hề đúng như video. Đấy, nên anh em yên tâm. Vâng, thì quay lại vấn đề chính thì mày tiếp tục em lên video giới thiệu cho anh em cái mặt hàng kiểu chì chuyên để săn thú ở tầm xa, đó là dòng sản phẩm sờ lung, giá chỉ có 400.000 một cân bao ship anh em nhé. Đấy, hàng này thì nhà em có ba kích cỡ là 5.5, 5.52 và 6.35 anh em nhé. Đấy, hàng thì 100% hàng đóng bằng chì dây nên anh em chơi không sợ hại gương hại cảnh. Đấy. Hàng thì đây chất lượng thực tế nó rất chì là đẹp anh em nhé. Hàng này thì em đảm bảo cho anh em là độ vươn và độ trụ không khác gì là hàng FX cả. Đấy, độ vươn và độ trụ của nó là cũng 140-150. Đấy, anh em nào biết căn chỉnh thì có thể lên được hơn một chút, 1.6-1.7 cho anh em. Hàng thì rất chi là đều và đẹp rồi, hàng không một chút ba via nào cả. Đấy, nhưng mà anh em săn thú ở tầm xa thì có thể chơi loại này. Anh em nào kinh tế vững mà muốn hàng nó không bị gió cản ấy, trời gió to không bị cản, anh em chơi hàng này cũng rất chi là ok. Đấy, khi anh em chơi hàng này ấy, thì sẽ phải chỉnh búa lên anh em nhé. Đối với hàng anh em chơi nấm thì sẽ là áp sẽ là 101 và 102. Đấy, thì hàng này nếu mà anh muốn chơi được thì phải chỉnh lên 140-150 anh em nhé. Đấy, chỉnh áp xong thì anh em cũng phải chỉnh cả búa nữa. Nếu mà anh em mà đang dùng búa 1, búa 2 thì anh em phải lên búa 4, búa 5 thì mới dùng được. Đây, em xem thì đây là hàng đây cho anh em xem thực tế của nó. Còn nếu mà em gửi cho anh em thì đây em sẽ gửi một hộp này nhá anh em nhé. Một hộp này sẽ là 1 cân cho anh em. Đấy, giá chỉ có 400.000 một cân, rất chi là ưu đãi cho anh em. Là muốn chơi thử thì em sẽ để cho anh em nửa cân với giá ưu đãi anh em nhé. Đấy. Đấy, thì anh em nào muốn vẫn còn chỗ anh em nào rừng sâu vẫn còn thú to để săn ý, anh em nên mua hàng này về để săn là rất chi là ok. Đấy, hàng thì rất đều và đẹp rồi. Đấy, và cái hàng 5.5 và 5.52 nó sẽ chỉ có bản 23g lên thôi nhé. Có cái bản trước em cũng làm cái bản 24-25g lên ấy, nhưng mà nó nặng quá nên là không khách nào. Nên là khách người ta kêu nhiều quá nên là em không dám đóng nữa. Bây giờ nó chỉ có bản 23g lên thôi. Đấy, thì anh em nào muốn mua kẹo thì liên hệ cho em số điện thoại 0963 793 736 anh em. Vâng, chào tất cả anh em.